tại hai chục cả cái miếu cả sông Hàng cầu đó nhiều lần liên tục rất là nhiều lần mà đã công an rồi tới làm việc rồi cuối cùng như không, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm chính quyền địa phương, chính quyền thành phố là can thiệp giùm, chỗ này là chỗ lấn thêm chỗ trước đây cũng đã đập rồi nên mới gắn lại nè, từ tiếp tục là đập những cái mới